ăn đi. Đi ăn lẩu gì Hawaii, Hawaii hot. Đó, hai đứa ăn thích lắm. Cái này là hai dĩa chồng vô, hai dĩa chồng vô. Rồi festival thì nó chạy vòng vòng. Em coi nó có miếng không? Có. Thì order còn mấy cái này thì chạy vòng vòng mà lấy trong cái tủ lạnh á, nó có bao đó. miếng là ăn đi. Mình recommend mọi người tới Hawaii tới tới chỗ này ăn lẩu nha. Nó kêu là Hawaii Pot. Còn đây là lẩu thâm dâm phải không? Thâm dâm. Còn này là spicy. Nhìn nó spicy nhưng mà nó spicy. Ngon lắm. Ngon không em? Ngon. Thịt tươi lắm, thịt lem, cái này beef, rồi mấy cái kia là bỏ vô hết rồi. Chỗ này ngon lắm nha, mình cũng kén ăn lắm, nhưng mà lẩu đây rất là ngon. Rau rồi nó sạch và ngon. Đi ăn lẩu gì Hawaii, Hawaii hot. Đó, hai thịt. Đứa ăn thích lắm. Cái này là hai dĩa chồng vô, hai dĩa chồng vô. Rồi festival thì nó chạy vòng vòng. Em coi nó có miếng không? Có. Mấy cái đứa tự thôi miếng. Từ từ nó chạy lên. Cái này của mình hấp dẫn lắm. Chặn hai luôn đi. Thịt rất là fresh. Cá sấp, cá hầm lòng. Tôm hay gì cả. Cái cây này là với chị. Ồ.